Xin chào các bác. Vâng, hôm nay em có một cái sản phẩm tương đối là mắc tiền nhá. Đó, hơn 4 triệu này. Đấy. Thì đây là một chiếc điện thoại. Vâng, một chiếc điện thoại luôn. Lâu lắm mới có tiền để mua điện thoại. Và đây là một yêu cầu của một bạn xem video của em. Và bạn có yêu cầu em mua một chiếc điện thoại. Và bạn yêu cầu là phải lâu lắm rồi. Phải lâu lắm rồi và bây giờ em mới có tiền để em mua. Thì cái thứ nhất là như vậy. Và cái thứ hai là em đã từng mua cái đây tầm một tháng thì phải, thì nó không có cái màu mà bạn yêu cầu, là bạn yêu cầu là màu trắng. Và cụ thể là đây là một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 9S màu trắng nhá. Thì em lần mãi thì em đã mua được trên Lazada. Đó, thì sản phẩm này mua cả tiền vận chuyển về là tất cả hết 6.830.000 cả tiền vận chuyển. Đây là sản phẩm RAM là 4GB, vào trong là 64. Đó, thì mua tất nhiên là sản phẩm này mua ngay tại Việt Nam thôi, chứ không xa xôi cả. Thì em mua và ship về đây thì mất có khoảng 3 ngày là em đã nhận được hàng. Và đây là sản phẩm thanh toán COD, em nhận hàng và em thanh toán. Thì bên Lazada ấy là người ta sẽ không cho mình bóc ra để kiểm tra. Thế nên em có để nguyên như này và bóc ra. Nếu mà có vấn đề đó thì em sẽ khiếu nại lên Lazada, đúng không? Đó thì sản phẩm còn nguyên như này nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn giúp em. Nếu trong trường hợp bóc ra có vấn đề đó thì chính cái video này em sẽ gửi lên Lazada, đúng không? À, đó. Đây, còn nguyên nhá. Đó, bây giờ em sẽ mở ra nhá. Đây, hộp ra chắc chắn nhá. À, đây một chiếc điện thoại Redmi Note 9 F chính hãng. Đây, đợi cho tôi đỏ này. Đó, bọc rất cẩn thận luôn. Đây, Redmi Note 9 F đây có một cái số tôi bọt này. Đó, cái này để bấm bóp cho nó sướng nhá. Đó, bác nào mà lâu không được bóp thì có thể bóp cái này để cho đỡ buồn tay. Đó, và quan trọng nhất là đây là sản phẩm này. Thì em mua đây là Redmi Note 9S bản nguyên siêu chính hãng Digiwa, bởi vì là sản phẩm này sách tay không có, thành ra em phải mua bản chính hãng. Đó, chứ còn sách tay thì nó không có sản phẩm Note 9S này đâu, nó chỉ có bản chính hãng thôi. Đây, và giá khá là mắc, hơn 4 triệu. Và thực sự là bây giờ là mua xong là cũng để làm máy phụ thôi, chứ còn có iPhone cái thiết các thứ đầy đủ rồi, đúng không? Đó, thì đây nhá, thì sản phẩm nguyên siêu nó sẽ như thế này. Và cái quan trọng nhất, đây chỉ là cái siêu ni lông thôi, và cái siêu này đóng rất là dễ. Em được biết là cái siêu này trên YouTube ấy, có clip mà tôi đóng cái siêu được luôn. Đó rất là dễ nhá, nhưng cái quan trọng nhất là nó có cái tem của chính hãng này. Đó, có cái tem ICT, không biết là tem gì đây. Thì bao giờ cũng sẽ có một cái tem như thế này. Hàng chính hãng Việt Nam bao giờ cũng quy chuẩn, không biết là quy chuẩn gì của Việt Nam đấy. Ở trên này nó có tên là Digiwa, đây là sản phẩm phân phối chính thức bởi Digiwa nhá. À, Digiwa này, thì ngày xưa Xiaomi có phân phối bởi FPT, nhưng bây giờ Digiwa gần như là độc quyền của Xiaomi rồi. Không có sản phẩm Xiaomi chính hãng tại Việt Nam nào mà được phân phối bởi bên đơn vị khác. Mà Digiwa, và nghe đồn là hình như Digiwa cùng với Xiaomi sẽ mở một nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cụ thể là tại Hải Phòng nhé. Đó, thì không biết là liệu có được không. Nếu được quá, được Xiaomi sản xuất tại Việt Nam thì là tuyệt vời, đúng không? Bởi vì sản phẩm Xiaomi là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta dùng rất là thích, bởi vì pin bền, sóng khỏe và máy rất là bền, và linh kiện thay thế rất là sẵn nhiều hơn cả Samsung rồi. Đó, mà rẻ nữa. Đó là Xiaomi rồi, như vậy mà các anh em sinh viên tìm đến rất là nhiều. Thì đây là sản phẩm với RAM là 4GB, vào trong 64GB, em mua màu trắng và bảo hành chính hãng Digiwa là 18 tháng. Em mua ở trên mạng thì giá của nó là hơn, hình như em nhớ nhầm là 4.590.000 thì phải. Đó, cả tiền vận chuyển là hơn 4.6 một chút. Đấy nhá, thì bây giờ là nguyên siêu như này. Bây giờ em sẽ mở hộp ra bên trong nhá. Rồi, đặt đặc siêu này. Đó, xé nó ra. Rồi. Rồi, bên này thì là thông tin cơ bản đây. Đó, quên mất giới thiệu với cái hộp. Đó, chẳng có gì cả. Rồi, trên này thì in hình nó chính ép rồi. Đó, còn bên này là thông tin cơ bản đây. Các bạn nhìn thấy nhá. Thì sẽ có RAM 4GB 64 này, bên trong thì nó sẽ có Note 9S này, một adapter sạc này, một cáp USB Type-C này, một cái lấy SIM này, một cuốn sách về hướng dẫn sử dụng này, một như là giấy bảo hành ấy. Đó, giấy bảo hành này. Đấy, thì sản phẩm này có tên modem là M2003J6A1G. Cái này thì chắc không quan tâm đâu. Ở trên này có serial number, số email này. À, số email 007 luôn. Đó, em rất thích cái 007. Đấy nhá, sản xuất tại Trung Quốc này. Đây, sản phẩm này sản xuất vào tháng 11 năm 2020. Mà bây giờ là tháng 4, tháng 3 của năm 2021. Có nghĩa là có mấy cái tháng rồi đã về đến Việt Nam rồi. Đó, quy chuẩn tại các nước châu Âu như này. Ok nhá, giờ em sẽ mở nó nhá. Chắc là như cái chiếc Xiaomi khác thôi, em mua Xiaomi đầy rồi. Trên cái video này thì em mua Xiaomi quá nhiều luôn, trên kênh YouTube của em ấy. Đấy nhá. Thì đây chắc chắn là trong này nó sẽ có ốp lưng, sẽ dựng dụng cái thứ này. Đó. Đây, máy đây. Đây. Bên trên thì nó sẽ có Qualcomm Snapdragon 720G. Đó, camera 48MP, AI, 4 camera. Đấy à, màn hình 6.67 inch Full HD, cộng Dolby Display.
pin 5020 mAh, pin siêu khủng luôn. Đó, để máy còn bên nhá. Mình xem cùng sơ phụ kiện này. Ok, sạc chính hãng Việt Nam, tiêu chuẩn sạc chính hãng Việt Nam bao giờ sẽ là hai chân tròn như thế này. Này, bao giờ sẽ là hai chân tròn nhá. Hàng Trung Quốc các bác để ý nhá, các bác mua sách tay hàng Trung Quốc sẽ là hai chân dẹp. Đó, hàng Việt Nam hai chân tròn, Hàn Quốc cũng hai chân tròn, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ là hai chân dẹp nhá. Đây, củ sạc này. Củ sạc rất là to, củ sạc hai chân tròn thì nó sẽ hơi hai chân dẹp sẽ hơi khác một chút. Đầu ra là 5V, 3, 15W. Đó, rất chi tiết đây. 9V, 2,23A, 20W. Và 12V, 1,67A, 20W. Đây là sạc nhanh 3.0 cộng. Nha, sạc nhanh 3.0 cộng thôi. Khả năng là mắc sạc của nó khoảng 30W thì phải. Cái này em không nhớ rõ lắm. Cái này không rõ lắm, bác nào biết chi tiết về cái này thì bình luận vào đây nha. Đó. Một chân USB Type-C này. Chân USB Type-C, cái này chắc là dài tầm khoảng 1m. À, USB Type-C đầu màu trắng này, dài tầm 1m này. À, đó. Ok. Đó, phụ kiện chỉ thế thôi, không có tai nghe. Hàng Xiaomi không hàng nào có tai nghe luôn. Bao giờ tai nghe phải mua thêm. Có khi là mấy đứa em phải mua thêm cái tai nghe Xiaomi nhỉ. Có khi đặt luôn tai nghe Xiaomi và xem như nào, nếu bác nào cần thì đặt nghe nhá. Đó, thì trong này là có một cái ốp lưng này nha. Một cái ốp lưng silicone trong suốt. Đấy, đổi màu theo thời gian để chúng ta sẽ cảm giác là nó đỡ nhàm chán, bởi vì nó không phải trong suốt nữa, dùng lâu lâu thì nó thành màu cháo lòng này, lâu lâu tiếp thì nó thành màu xám xám này, lâu hẳn thì thành màu đen. Mà ví dụ như còn thay đổi theo kiểu nghề nghiệp của người dùng nữa, ví dụ như là bác nào mà hay làm phẩm màu ấy, ví dụ như là bác nào mà hay đóng dấu hay lăn tay, hay là bác nào mà hay làm chân hương màu hồng hồng ấy thì ốp nó sẽ thành màu hồng. Đó, bác nào tiếp xúc với cái màu xanh thì ốp nó sẽ thành màu xanh. Đó, ốp này là ốp đổi màu, ốp này rất là nổi tiếng luôn, gần như máy nào bây giờ cũng tặng theo ốp này. Rất là xịn nhá, là cảm giác đỡ làm chán đúng không? Đó, ốp bao cao su đá nguyên silicone này. Đó, tiếp theo ở đây là tại sao bỏ có sách hướng dẫn, là bỏ có giấy bảo hành không? À đây, giấy bảo hành đây. Giấy bảo hành tưởng là thẻ bảo hành. Đó, tưởng là cái cạc hóa ra là một cuốn giấy như này này. Trong có tiếng Việt không nhá. Bây giờ Việt Nam nổi tiếng rồi thì phải có tiếng Việt chứ nhỉ. Xem thử xem nào. Ô. Không tiếng Việt luôn. Này, bọn này chán quá. Đây. Danh mục menu đây. À quên, mục lục đây là không có tiếng Việt. Tưởng là bây giờ là Việt Nam này nổi tiếng rồi là phải có tiếng Việt, nhưng không có tiếng Việt. Đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, cũng không có tiếng Việt luôn. Đó, rất là nhiều ngôn ngữ nhưng không có tiếng Việt nha. Nó không có tiếng Trung chủ nhà luôn. Đó, thôi qua, bỏ qua bên. Quan trọng là bây giờ là máy đúng không? Đây nha. Ai, máy nguyên siêu như này này. Đấy, khi bóc ra này, các bạn nhìn nha. Đó, siêu nó như này, chưa hề bị bóc nào luôn. Rất là mượt nha. Đừng sau thì nó sẽ có một cái thông tin về sử dụng sản phẩm. Ví dụ như là sản phẩm này có thể lắp được 2 nano sim và 1 thẻ nhớ. Có nghĩa là nhiều sản phẩm cao cấp hiện tại là chúng ta chỉ lắp được 1 sim, 1 thẻ nhớ hoặc là 2 sim. Nhưng sản phẩm này chúng ta có thể lắp được 2 sim và 1 thẻ nhớ và là nano sim nha. Hoàn toàn thông tin bằng tiếng Anh ở đây. Phía dưới là có tên modem cũng như là đơn vị sản xuất, cũng như là các tiêu chuẩn trên thế giới. Và nếu có hỏng thì đừng có ném vào thùng rác. Mà tiêu hủy cái gì thì kệ các ông. Đấy, đừng nên ném vào rác đúng không? Ở đây thì có mã vạch là số email, thì email này sẽ phải trùng với hộp nếu mà khi mua hàng chính hãng chuẩn, phải trùng với hộp, cả hai email và số serial number phải hoàn toàn trùng hộp nhá. Còn nếu mà mua không trùng hộp thì hoàn toàn không chuẩn. Và điều đặc biệt nếu mà là hàng chính hãng, hàng xuất thị trường quốc tế đấy, tại Việt Nam hoặc là xuất thị trường quốc tế thì nó sẽ có in số thông tin cơ bản như thùng rác cũng như là tiêu chuẩn khác ở dưới nắp máy luôn. Còn hàng mà sách tay thị trường Trung Quốc ấy, như con Redmi 10X hay là Redmi Note 9 bản sách tay ấy, đó thì là Trung Quốc ấy, thì nó sẽ chỉ có chữ Redmi ở đây thôi. Đó, bây giờ em sẽ mở ra cho bác xem nhé. Đây này. Đó. Đây. Dạ. Đó. À. Nhìn nhá, đây là cái in ở trên máy luôn, trên lưng máy luôn. Đó, hàng sách tay sẽ không có cái dòng này. Không có modem, nơi sản xuất và cũng như là địa chỉ công ty và tiêu chuẩn. Hàng chính hãng mới có nha. Đây, máy này. Màn hình thì đã được dán sẵn đòn biếng rồi. Màn hình đã được dán sẵn đòn biếng là gần như là Xiaomi người ta đã trang bị cho chúng ta đầy đủ rồi, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, chứ không phải mua thêm ốp lưng hay cường lực gì cả. Mà màn hình này, bác nhìn nha, nó dán sẵn đòn biếng rồi. Nó dán sẵn đòn biếng kiểu như là dạng miếng chống sức ấy, chứ không phải là gì, không phải là cường lực. Để em lau lại camera đây nè. Ok. Đó,
nha. Bây giờ em sẽ mở máy lên này. Đó. Thì mặc định là bản chính hãng như sản phẩm này ấy, thì mở máy lên là nó sẽ là tiếng tiếng Anh và có tiếng Việt và có đầy đủ các ngôn ngữ trên thế giới luôn. Còn nếu mà như mở lên mà chỉ có tiếng Trung, tiếng quan thoại, tiếng những cái nước là những cái khu vực thuộc Trung Quốc ấy, ví dụ như là Mông Cổ, à không phải Mông Cổ mà là gì à, mà là Tây Tạng ấy, thì nó sẽ là bản nội địa Trung Quốc chứ không phải là bản quốc tế nhé. Phải quốc tế chuẩn phải như này. Đây này. Đó các bạn nhìn thấy không? Chuẩn hết là nó sẽ đầy đủ các ngôn ngữ như này. Đó. Và bao giờ nó sẽ là MIUI 11 cho cuộc sống dễ dàng hơn. Bản chính hãng Việt Nam mặc định là sẽ là tiếng Việt luôn. Đó là như vậy nhá. Thì hôm nay thì phải nói là em phải sử dụng mà cũng phải cố gắng rất là lâu thì em mới mua được cái sản phẩm này. Bởi vì là thứ nhất là một phần về kinh tế mà em thì rất là nhiều điện thoại rồi thì mua theo yêu cầu các bác thôi. Còn mục thứ hai là em đặt mãi nó có màu trắng như này. Đấy thì bác nào có nhờ em đặt lên để cho các bác xem để các bác tham khảo các bác mua ấy thì các bác có thể bình luận đây, em sẽ gửi link cho các bác nhé. Đây này, đấy, sản phẩm là nó màu trắng nó sẽ là như thế này. Và nếu mà mua nguyên siêu chuẩn ấy thì anh em và bác ấy, chắc chắn là siêu phải có cái tem của đơn vị phân phối Dijoux. Và bên trong nó phải là ngôn ngữ như thế này. Và đầy đủ phụ kiện nó phải chuẩn như này nhá. Đấy, của sạc và hai chân dẹp là không phải. Nó nốt chỉ nét là như vậy. Đấy nhá, bây giờ em sẽ kích hoạt thử qua bên trong cho các bác xem này. Đây này. Đó, để cho chúng ta có thể biết là chuẩn là tên ở trong là nó sẽ là như nào. Bởi vì hiện tại bây giờ hàng sách tay nó nhiều nhưng mà lại không có cái nốt 9S này mà nó chỉ có này mã Redmi 10X. Redmi 10X thì chính là Redmi Note 9 thường thôi chứ không phải nốt 9S. Đó. Thì giá hơn 3 triệu thôi. Cũng rẻ hơn con này tầm 1 triệu. Đấy mà mua nhiều khi chúng ta mua không chuẩn là cũng chết dở. Đây thì em mua mà hộ cho bác xem thử nha. Cho bác nào mà đặt em xem thử ấy thì bác xem. Còn nếu mà bác nào có ý định mua sản phẩm này thì có thể là xem comment ở dưới em sẽ gửi link cho. Thì sản phẩm này nó thật với các bác là nó ra được khoảng 1 năm rồi. Bây giờ nó có Note 9 Pro 5G bản sách tay rồi hay là mới hơn là có Note 10 hay Note 10 Pro rồi. Thế nên Note 9 này là chỉ gọi là mua để mà xem theo sở thích thôi chứ Note 10 bây giờ nó cũng rẻ lắm. Em nhớ nhầm là chỉ tầm hơn 4 triệu, tầm hơn 4 triệu là đã được Note 10 rồi. Còn nếu mà mua Note 10 Pro thì hơn 6 triệu. Đấy, bác nào mà hứng thú thì cô ở dưới em com tiền em mua về cho các bác xem nhá. Đấy. Đó, chờ cái hoạt hơi lâu tí nhỉ. Cơ ở bên trong để xem thử xem như nào. Sản phẩm này em thích nhất là Xiaomi một cái là nó có cái hồng ngoại này. Cái hồng ngoại này thì không phải là sản phẩm nào của Xiaomi có, thường thường những hàng dòng cao cấp thì không có đâu. Đấy, mấy cái dòng Redmi thì hay có rồi, về cái này nó sẽ dùng điều khiển được tivi, điều hòa, quạt. Gần như tất cả các thiết bị. Đó, nổi tiếng kể cả là thiết bị của Trung Quốc, ví dụ như là điều hòa Gorilla chẳng hạn. Là cái này cũng có này. Đó, thì ở trong văn phòng em đang dùng điều hòa Gorilla thì em dùng luôn cái này để em điều khiển được. Mà rất là dễ setup luôn, mà hiển thị rất là thông minh như một cái điều khiển bình thường. Đó. Đấy nhá. À khi cái hoạt vào trong rồi nhá. Thì bây giờ là vào cái đặt này. Xem có chuẩn hay không. À đấy chứ, cái trên cùng này. Giới thiệu này. Đấy, ở đây là ghi Redmi Note 9S này. Đó, ghi chuẩn là Redmi Note 9S nhá. Đó. Đó, RAM 464 này. Các bạn nhìn thấy không? Đó, chuẩn như vậy mới ok. Đó, thì bác nào mà nhờ em ấy thì cứ comment dưới em gửi link. Còn bác nào mà xem cái này thấy hay thì cho em một like và chia sẻ mọi người xem. Nhớ subscribe YouTube em ấy. Thì em sẽ đưa những clip mua hàng để các bác có thể tham khảo. Các bác có thể quyết định các bạn mua được. Các bác nào mà đang lăn tăn cái sản phẩm nào cứ comment bên dưới em gom lũ em mua luôn. Đó, nha. Cảm ơn các bác xem clip này. Chào tạm biệt các bác.